Ơ cái gì mà ơ? Dù em nổi tiếng là ăn chơi, đàn đốm nhất làng, nhưng khi yêu là em yêu hết biết đó nhá. Anh đúng là đồ hèn hạ và nhẫn tâm à. Từ nay anh hãy tránh xa anh Tân ra và đừng có liên lạc với tôi nữa. Đừng có uống nữa. Anh bị làm sao thế này? Làm sao mà anh lại bê tha uống rượu say xỉn thế này? Mất hết cả rồi. Bây giờ anh đã mất. À không, gia đình anh mất hết cả rồi đấy Trúc ạ. Kìa, gia đình anh làm sao? Gia đình anh làm sao lại mất? Mà đi đâu mà lại mất cả lượt được? Nói bậy bạ cái gì đấy? Thì chẳng phải anh vừa bảo gia đình anh mất hết rồi còn gì? Ôi trời ơi, mất ở đây ý, là mất tiền mất bạc cái kia, như là tán gia bại sản, em hiểu không? Anh nói là mới hết cả hồn ấy. Mà gia đình anh đang làm ăn được lắm cơ mà gặp khó khăn khi nào mà lại xảy ra như thế này? Đấy không phải là vấn đề em cần quan tâm lúc này, em hiểu chưa? Trục, em nói cho anh biết đi, bây giờ anh trắng tay rồi, liệu em có bỏ anh mà đi không? Em trả lời anh đi. Cái anh này, chẳng lẽ trong lòng anh, em yêu anh chỉ vì anh là chủ tịch, là vì anh tặng cho em những món quà đắt tiền và đưa em đi ăn nhà hàng thôi à? Nhưng mà bây giờ, để giải quyết nợ nần, anh đã phải bán hết tài sản ở trên thành phố rồi. Còn cả căn nhà và chiếc xe này nữa, ngày mai anh cũng sẽ bán nốt. Bây giờ anh thê thảm lắm. Trúc này, hay là mình chia tay nhau đi. Anh nói gở cái gì vậy? Dù là như vậy, nhưng mà em tin rằng chúng ta còn sức khỏe, sẽ cố gắng và sẽ gây dựng lại được tất cả thôi. Không, bây giờ anh chả còn nghề ngỗng gì ở trong tay cả, thì làm sao mà gây với trả dựng được chứ? Hết cả rồi. Hôm nay anh ăn hẹn em ra đây có chuyện gì vậy? Hay là anh Tân có chuyện gì khó nói nên nhờ anh nói giúp à? Không, không hề liên quan gì đến thằng Tân hết. Anh hẹn em ra đây ấy, là để nói về chuyện hai đứa mình đấy. Hai đứa mình ấy ạ? Đúng vậy. Anh ăn này, anh nói chuyện đừng nói như thế, lỡ anh nghe thấy lại hiểu nhầm đấy. Với cả em với anh thì có chuyện gì đâu mà nói ạ? Em mà cứ thẳng thắn như thế là anh đau lòng lắm đấy. Mà thôi, nếu như không phải chuyện của anh Tân ấy, thì em xin phép anh, em về trước nhá. Đúng là trước kia không có chuyện riêng gì để nói, vì còn có thằng Tân. Nhưng bây giờ gió đã đổi chiều rồi, em cũng nên tức thời chứ nhỉ. Anh nói vậy ý là sao? Đúng là thằng Tân nó giỏi hơn anh, thành công và giàu có hơn anh, và anh cũng chỉ thua một mình nó thôi. Thì sao ạ? Thì bây giờ ấy, nó đã khuynh xa bại sản rồi, làm sao mà đấu lại được anh? Chỉ có phần nhan sắc ấy, là anh thua nó một phần thôi. Thời thế đã như thế rồi, không phải em có lên tính đường lui cho mình sao? Tính gì? Bỏ nó, theo anh. Anh ăn này, anh ăn nói như vậy mà anh không thấy ngượng à? Thôi nào, em đừng có vẽ trò với anh nữa. Anh ấy, là anh biết tổng cả đấy. Cô gái nào ấy mà chả chọn một con đường trải đầy hoa hồng cho mình mà đi chứ, phải không? Xin lỗi anh nhá, nhưng mà tôi không thích như thế. Em đang nghĩ thằng Tân nó sẽ vực dậy được hay sao mà còn đợi nó? Tôi không chờ, mà là tôi sẽ luôn bên cạnh, sát cánh bên anh ấy vượt qua khó khăn này. Thôi nào, đã là cái thời đại nào rồi ấy mà còn sống mãi cho chuyện cổ tích thế. Đúng là đường dài mới biết ngựa hay. Ý anh là anh tự tin rằng anh sẽ giỏi giang hơn anh Tân hay sao? Bây giờ ấy, nó phải bán cả căn nhà, che nắng che mưa cho bố mẹ nó. Đấy không phải là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bất tài vô dụng của nó à? Anh... Bố mẹ nó ấy,
sẽ còn phải đi ăn nhờ, ở đậu nhà hàng xóm một thời gian dài đấy. Còn phần em nữa. Tôi thì đã sao? Chia tay em mà không có đổi đến một số tiền để mà bồi thường cho em. Một thằng bất tài, vô dụng như thế. Em còn lưu luyến làm gì? Thôi đủ rồi đấy. Nãy giờ anh xúc phạm anh Tân quá nhiều rồi đấy. Tôi với anh Tân đúng là có mắt như mù, mới không nhìn ra bản chất xấu xa của anh mà. Này, không phải ai ấy cũng được thằng Ân này hạ mình mà tỏ tình đâu nhá. Đã được phước rồi ấy, phải biết hưởng đi. Xin lỗi anh, nhưng mà tôi không cần cái phước đấy của anh đâu. Tôi thấy sợ con người anh hơn là muốn hưởng cái phúc đấy đấy. Thôi, hy vọng rằng anh sẽ nhường cái phúc này cho người khác giúp tôi nhá. Cảm ơn. Lạy trời, hôm nay hãy để cho anh ấy chịu gặp mặt con. Lúc này con biết tinh thần anh ấy rất suy sụp, cho nên có thể sẽ bị xua đuổi. Thế nào con cũng không từ bỏ đâu. Anh ấy không thể đắm chìm trong đau khổ mãi được, cần sốc lại tinh thần. Con xin ông trời đấy. Nào, uống đi em. Sao? Bây giờ anh nói được chưa? Anh muốn nói là anh... Là anh thích em phải không? Thế này, sao không còn giọt rượu nào này? Cái gì mà dù em nổi tiếng là ăn chơi, đàn đốm nhất làng, nhưng khi yêu là em yêu hết biết đó nhá. Em đúng là... Em cái gì mà em? Mà con trai thích ai thì ồ ạt vào. Huống chi em chủ động nắm tay rồi, thì hôn anh phải dâng hiến cho em chứ. Cái gì cơ? Hôn á? Đúng rồi, anh chưa nghe câu thả hôn em để được tát, còn hôn là để cho thằng khác hôn em à? Huống chi em thề với anh, em không tát anh đâu. Em nói thật chứ? Anh ấy, một khi anh cũng đã hôn ấy, là anh hôn hết biết rồi đấy. Thật? Thật à? Hôn thì hôn. Không được. Sao thế? Không được rồi. Anh là anh phải giải quyết cho xong với cô người ở cũ đã. Hóa ra cô ta chưa buông bỏ anh à? Chưa. Phiền phức thật đấy. Đáng nhẽ ra là phải chia tay anh ngay cho nó thoải mái. Nhưng mà đằng này là dính như keo dính chuột đấy. Chắc là cô ta chưa dám bỏ anh đâu, vì cô ta sợ dị nghị của thiên hạ đấy. Anh với em cho cô ta chút thời gian đi anh nhá. Thế là em quyết định chờ anh đúng không? Chứ sao nữa. Chỉ có khi bên em cái sự mặc cảm thất bại của anh nó mới tan biến đi thôi. Đúng thế. Mà thôi, bây giờ anh cũng mệt rồi, để anh tiện em đi về nhá. Ok anh. Đi. Rượu là rượu nhiều khi không cần đến. Rượu là rượu nhiều khúc có như không. Hôm nay anh hẹn tôi ra đây, anh bảo anh Tân có thứ gì muốn đưa cho tôi. Thứ đó đâu rồi? Thứ đó ấy, đang ngồi trước mặt em đây. Anh đùa tôi đấy à? Làm gì mà em nóng tính thế? Từ từ nghe anh nói xong ấy, rồi đi cũng chưa muộn mà. Anh mà còn đùa tôi nữa ấy, đừng trách là tôi không khách sáo với anh nhá. Thằng Tân mới là người làm thế với em đấy. Anh tưởng nó chia tay em chỉ vì nó tán gia bại sản. Thật không ngờ nó lại còn tán thêm đứa khác đấy. Chuyện đó tôi biết rồi, anh cũng không cần phải quan tâm. Chắc là em đau lòng lắm nhở. Thằng Tân ấy, nó đã tuyệt tình như thế rồi, em đừng có vì nó mà đau lòng thêm nữa.
cũng đừng có vì nó mà chờ đợi nữa. Tôi chẳng chờ đợi ai cả. Thế thì em làm vợ anh nhá. Anh sẽ về bảo bố mẹ đem chầu cao xăng để hỏi cưới em luôn. Anh lại bắt đầu rồi đấy. Nếu như ngày xưa ấy, anh biết thằng Tân nó sẽ đối xử tệ với em như thế thì anh đã không nhường em cho nó rồi. Xin lỗi, nhưng mà tôi không phải hàng hóa, cho nên là không có từ nhường ở đây đâu. Sao em không nghĩ ấy, đấy là một sự hy sinh mà anh dành cho em. Bởi vì ngày trước thằng Tân nó giàu hơn anh. Nếu như anh còn tiếp tục nói những chuyện này thì tôi đi về trước đây. Từ từ đã. Em không thấy sao? Ông trời ấy, đúng là có mắt. Cuối cùng thì thằng Tân cũng đã phá sản rồi. Anh ấy bây giờ đã giàu có hơn nó, có thể lo cho em một cuộc sống tốt hơn. Duyên trời đã định, chúng ta là một cặp. Em không thấy như thế hay sao? Anh đúng là đồ hèn hạ và nhẫn tâm mà. Từ nay anh hãy tránh xa anh Tân ra và đừng có liên lạc với tôi nữa. Ra đi thằng khỉ. Sao? Mày thấy người yêu của tao tuyệt vời chưa? Vợ tương lai của tao ấy, quả là một người tiết hạnh và trung thủy như là... Như cái gì? Thì như là tao. Ở cái khía cạnh như bây giờ, làm sao tao có thể tìm được một người phụ nữ khác có thể so sánh được với Trúc chứ? Bởi vì người yêu của tao ấy là độc nhất vô nhị, mày hiểu không? Thích sợ chó không? Hả? Thế tại sao ấy mày không tin người yêu của mày mà lại bày ra cái trò thử lòng này làm gì hả? Này, chính mày là người đã xui tao chứ không phải tao muốn thế đâu. Tao bao giờ? Bây giờ mày giở trò lẩn tránh cái đi. Này, thế tao hỏi mày nhá, tại sao chỉ có bà phù thủy độc ác mà không có ông phù thủy? Bởi vì chẳng có thằng đàn ông nào mà độc ác hơn đàn bà cả. Thế tại sao chỉ có mỹ nhân kế mà không hề có nam nhân kế? Thì bởi vì chẳng có thằng con trai nào mà mưu kế hơn phụ nữ cả. Thế tại sao lại gọi là phụ nữ mà không có phụ nam? Cái này thì đơn giản. Bởi vì phụ nữ thì hay phụ tình, còn đàn ông chúng ta ấy thì rất là trung tình đấy. Đấy, chính vì mày nói như vậy ấy, cho nên tao mới nghe lời mày để thử lòng Trúc của tao đấy. Để xem tình yêu của cô ấy có là chân tình hay là thực dụng đối với tao nữa. Mà này, hai lần mày gặp gẫm Trúc ấy, thế mà Trúc vẫn không hề có một chút gì đó dao động. Chưa kể hết, Thảo lại còn tỏ tình với tao trước mặt cô ấy nữa. Thế mà cô ấy vẫn một lòng yêu tao, yêu một thằng giả vờ phá sản. Trúc quả là một người vợ tuyệt vời đấy. Im đi, đủ rồi đấy thằng khỉ. Chưa đủ đâu. Cái lần đầu tiên mà mày rủ được Trúc đi uống cà phê ấy, lúc đấy là tao định nhảy ra từ chỗ ẩn nấp để mà chỉ chẳng tay vào mặt cô ấy là chúng ta chia tay nhau đi. Rồi quay mặt bỏ đi. Trúc, em nghe thấy hết rồi à? Anh, mình chia tay đi. Hả? Không được. Ngay từ khi anh quyết định thử lòng em là anh đã không tin vào em rồi. Anh làm cho em cảm thấy bị tổn thương nặng nề đây. Nếu mà như thế này ấy, thì chuyện chúng ta chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ơ kìa, Trúc, anh sai rồi. Em đừng có qua bỏ anh mà. Ơ kìa. Cái Trúc ấy, yêu thằng Tân thật đấy, nhưng lòng tự tôn của cô ấy còn cao hơn nhiều. Chuyện tình này khó mà hàn gắn được nếu như cả hai không hiểu và thông cảm cho nhau. Hy vọng lần này cái miệng giả hoạt của thằng bạn mình có thể giúp được nó. Mình cũng thề không bao giờ ấy, ngu như thằng bạn của mình cả.